Đây, em lên tiếp một em độc lạ Thụy Sĩ nha. Con này là Squad nè, Thụy Sĩ nè. Nhưng mà cái form này, cái màu này thì em chắc chắn là chắc sẽ không có kiếm được con thứ hai đâu. Dây nè. Sợi dây cũng rất là ăn tiền nha, tuyệt vời. Khó zin hết, toàn bộ nghiêng zin hết. Hiện tại thì đồng hồ đang không có chạy là bởi vì em nghĩ là chỉ là hết pin thôi. Cái này mai em đi thay pin lại là ok ngay. Tại vì cũng mới về lúc chiều à, mà em lu bu quá em chưa có đi thay pin thử. Nhưng mà chắc chắn nếu mà thay pin mà nó không chạy thì là chắc chắn là em không bán rồi. Không bán được rồi. Đó, anh em nhìn kỹ nè, cái mặt của nó nè. Đó. Thiết kế cái kiểu hai hai tầng á, một tầng ở dưới lõm như dưới nè. Ba ô nè, cái này là gì? Sáu kim. Sáu kim ba cốt, một cái ô lịch ngày góc 3 giờ nè. Tiện lợi. Màu thì cũng rất là hài hòa và đẹp nha. Đây. Con này là thiếp đúc đặc luôn. Sáu kim. Size thì cũng size to, size nem á, 40 cỡ, chiếc này là 41, 42 nè, đó, rất là đầm tay, đó, tuyệt vời. Rồi, anh em nào thích chiếc này á, thì em để giá cũng ok lắm cho một em Thụy Sĩ 6 kim nha. Con này thôi để cho anh em là 1 triệu 2, 80 nghìn. Rồi, ok. 1 triệu 2, 80 nghìn nha. Anh em nào thích thì cứ chụp ảnh lại rồi nhắn tin cho Zalo em. Rồi ba anh em.